Quay trở lại là phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, có tới 60% người dân Hoa Kỳ nói họ chắc chắn hoặc có thể tiêm vaccine COVID-19. Theo một cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew mới được công bố, hiện có khoảng 60% người dân Hoa Kỳ nói họ chắc chắn hoặc có thể tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, tâm lý chống vaccine trong cộng đồng vẫn rất mạnh mẽ. 21% người trưởng thành Hoa Kỳ không có ý định tiêm chủng và họ khá chắc chắn rằng sẽ không thay đổi suy nghĩ dù được cung cấp nhiều thông tin hơn về vaccine. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy phụ nữ e ngại về việc tiêm vaccine hơn nam giới và người Mỹ da màu là nhóm do dự nhất. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gấp rút thực hiện chiến dịch giáo dục cộng đồng trị giá 250 triệu Mỹ Kim nhằm khuyến khích người dân Hoa Kỳ tiêm vaccine COVID-19. Cơ quan FDA của Hoa Kỳ cho biết vaccine COVID-19 của Moderna có hiệu quả cao. Thưa quý vị, truyền thông của Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 12 trích dẫn các tài liệu của FDA cho biết loại vaccine phòng ngừa COVID-19 của hãng dược Moderna không chỉ hiệu quả cao mà còn có thể làm giảm sự lây lan của virus corona, và cơ quan FDA đang chuẩn bị cấp phép cho loại vaccine thứ hai này được chính thức sử dụng. Và theo các tài liệu được công bố hôm 15 tháng 12, thì vaccine của Moderna có hiệu quả 94% trong việc ngăn ngừa bệnh có triệu chứng và có vẻ như là ngăn chặn cả sự lây lan của COVID-19. Những phát hiện trên đã giúp cho loại vaccine của Moderna sắp được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Hoa Kỳ FDA cho phép sử dụng khẩn cấp vào cuối tuần này. Chính phủ của Hoa Kỳ đang trông cậy vào các liều vaccine của Moderna để có thể hoàn thành lời hứa 20 triệu liều trong tháng này. Quyết định của FDA về việc có cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine của Moderna hay không sẽ được đưa ra sau khi mà một nhóm cố vấn bên ngoài nhóm họp vào hôm thứ Năm 17 tháng 12. Hoa Kỳ lập kỷ lục về số ca nhiễm COVID-19 mới. Hoa Kỳ, quốc gia đứng đầu thế giới về số ca nhiễm virus COVID-19, tiếp tục ghi nhận các mức cao mới trong ngày 15 tháng 2 khi số ca nhiễm trong vòng 24 giờ đã lên tới là 248.000 ca. Theo thống kê mới nhất của Đại học Johns Hopkins, số ca tử vong cũng ở mức đáng lo ngại với 2.706 ca. Số bệnh nhân COVID-19 tại Hoa Kỳ đã gia tăng đáng kể trong tháng qua khi liên tục ghi nhận trên 200.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Số bệnh nhân nhập viện tại Hoa Kỳ là 113.000 và đây chính là mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 3 vừa qua. Tình hình tuy có cải thiện ở các tiểu bang miền Trung Tây, nơi số ca mắc mới hàng ngày và số ca nhập viện giảm dần. Tuy nhiên, dịch bệnh đang bùng phát ở vùng Đông Bắc và miền Tây của Hoa Kỳ. Và đáng chú ý là tại tiểu bang California, hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu giường chăm sóc đặc biệt. Chỉ riêng tại thành phố Los Angeles đã có gần 100 ca nguy kịch nhập viện trong ngày 15 tháng 12. Bản tin kế tiếp cho biết là bão tuyết đe dọa khắp vùng Đông Bắc của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trận bão tuyết mùa đông lớn nhất từ nhiều năm nay hiện đang trên đường kéo tới khu vực Đông Bắc của Hoa Kỳ vào thứ Tư, thứ Năm tuần này. Có khoảng 63 triệu người dân Mỹ đang trong khu vực có báo động bão mùa đông. Từ vùng Central Plains gồm các khu vực ở tiểu bang Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, tới khu vực Đông Bắc tiểu bang Georgia và kéo lên tận Massachusetts. Đài khí tượng quốc gia dự báo bức tuyết đổ ồ ạt từ 1 đến 3 inches mỗi giờ là một điều có thể xảy ra, kể cả khu vực thành phố New York, trong khi gió mạnh sẽ khiến cho gây tình trạng tuyết bay mù mịt trắng xóa, có thể gây tình trạng bị mất điện. FBI cảnh báo nạn lừa đảo vaccine COVID-19. Cục điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI viết trong một tuyên bố rằng FBI đã nhận được nhiều đơn khiếu nại về các vụ lừa đảo. Và theo đó, kẻ xấu sẽ dùng cách khác nhau lợi dụng sự quan tâm của công chúng đối với vaccine COVID-19 để đánh cắp thông tin và tài sản. FBI lưu ý, người dân Hoa Kỳ cần cảnh giác trước những kẻ xấu hiện đang lợi dụng đại dịch COVID-19 để thực hiện chiêu trò lừa đảo. Tại Hoa Kỳ, nhiều cá nhân, tổ chức lừa đảo đang lợi dụng tâm lý muốn tiêm chủng người dân để trục lợi. CNN dẫn cảnh báo từ một số cơ quan chính phủ cho biết, nhiều nhóm người xấu hiện đang yêu cầu người Hoa Kỳ cung cấp thông tin cá nhân để đổi lấy quyền tiếp cận vaccine COVID-19. Một vài công ty giả mạo cũng rao bán thuốc điều trị COVID-19 sai sự thật, chưa được kiểm chứng. Chia sẻ với CNN, FBI cho biết sẽ duy trì cảnh giác vì những đối tượng lừa đảo còn tiếp tục trục lợi từ đại dịch này. Trong khi đó, cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ICE đang nỗ lực triệt phá các đường dây buôn bán thuốc điều trị COVID-19 giả mạo. Bản tin kế tiếp cho biết là Ngoại trưởng Pompeo của Hoa Kỳ đồng ý gặp người đồng cấp do ông Joe Biden đề cử. Thưa quý vị, ông Joe Biden chọn làm Ngoại trưởng tương lai của Mỹ sẽ đến gặp Bộ trưởng Ngoại giao và gặp Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm thứ Năm tuần này, lần đầu tiên kể từ chiến thắng của ông Joe Biden.
Cuộc họp giữa ông Blinken và ông Pompeo sẽ chỉ kéo dài trong khoảng 15 phút. Bản tin của CNN nói rằng cuộc họp giữa hai ông Antony Blinken và ông Pompeo sẽ diễn ra sau ngày đại cử tri đoàn hôm thứ Hai đã bỏ phiếu. Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ coi đây là một bước tích cực, vì vậy đây là lần đầu tiên có sự công nhận chính thức của người đứng đầu ngành ngoại giao chính phủ Trump là ông sẽ phải chuyển giao việc điều hành chính sách ngoại giao Hoa Kỳ lại cho người kế nhiệm, đó là ông Blinken. Nối tiếp là phần tin thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán chiều ngày hôm nay có các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones ngày hôm nay là 30.191.81 điểm, giảm đi 0.02%. Chỉ số Nasdaq ngày hôm nay là 12.664.59 điểm, tăng 0.55%. Chỉ số S&P 500 ngày hôm nay là 3.705.28 điểm, tăng 0.29%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm là 0.93. Trong khi đó, thì thưa quý vị, giá dầu thô ngày hôm nay là 47 Mỹ Kim 82 cent một thùng dầu thô, tăng 0.42%. Giá vàng tại Hoa Kỳ ngày hôm nay là 1.859.80 cent cho 1 ounce, tức là tăng 0.24%. Tại Việt Nam, giá vàng mua vô ngày hôm nay là 54.800.000 đồng một lượng, bán ra là 55.400.000 đồng một lượng. Và cũng tại Việt Nam thì 1 đô la ngày hôm nay đổi được là 23.220 đồng Việt Nam, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục với những bản tin có liên quan đến Việt Nam.